là mình sẽ ăn trái xoài mà chịu đi hái các bạn ơi. À, để đảm bảo tính chất an toàn, dù có hàng cách mấy mà mình về mình cũng ăn bụng cơm đi cho nó an toàn, để tránh tình trạng bắn pháo hoa. Mình ăn mình ăn bụng cơm no rồi, bây giờ mới dám ăn xài mọi người. Xài mới hái ăn cay luôn, rất là giọt. Chấm cho miếng cái mắm đường, mình thích ăn cái mắm đường thôi. Đây nào ngồi đây. Thì nghe chạy nước miếng rồi trời. Rồi mời tất cả mọi người nha. Mình sẽ chấm ớt này. Chào các bạn. Hôm nay chiều hôm nay mình đi làm về sớm, đi ngang nhà bà ngoại thấy có cây xài trái nhiều quá nên là thấy cũng thèm, về rủ vợ xuống hái xài ăn. Xài trái nhiều lắm mọi người. Thèm chua rồi. Bình thường đi làm gì trễ lắm, bữa nay làm về sớm hơn bình thường thôi, chứ giờ là cũng 5 giờ mấy rồi. Đây cái đường đi từ nhà của mình xuống nhà bà ngoại thì nó rất là âm u, xung quanh toàn là cao su không mọi người. Cái nhà túc trong hẻm luôn. Trời dữ ạ. Mặt xấu xí. Xung quanh toàn cao su không mọi người ơi. Bữa nào rảnh rảnh làm cái clip đi trong vườn cao su coi. Ở nhà mình vô là hết cái hẻm cùng cái hẻm rồi mọi người. Đây có cái hàng rào. Cái hàng rào này là nó hơi bất tiện, còn cái đường nhỏ quá. Đi mau lên, nước trời tối nè. Chiều tối hèm xài, thấy có cây xài chín nhiều lắm. Ủa, trái già nhiều lắm mọi người. Hái xài về chấm nước mắm đường nha. Đi, xúc lên coi. Hôm nay lại có một cái khúc cua rất là gấp luôn. Hai giờ chưa? Tăng ca nữa hả? Thôi, từ nhà đây ra tới ngoài đường lớn cũng xa mọi người ơi. Đây là cái mùa cao su lá rụng nè. Nhưng mà bây giờ nó cũng ra lá non rồi. Ở dưới đất là lá rụng quá chừng. Rồi cái khúc này đi ngang cái nhà này có nhạc quá chừng. Tạm ngừng mọi người ạ. Ồ, đi ngang cái nhà đó mở nhạc lớn quá, không biết có hu vô điện thoại không. Ở đây là có một cái cây, ở đây gọi là cây sấu mọi người ơi. Nó cũng đang có trái mà nó chưa có trái, chưa có chín nhiều. Để bữa nào mình làm cái video hái trái sấu này ăn xem. Sấu này là nó hột dạng cây rừng mọi người. Ăn nó cũng chua chua. Và hiện tại là nó chưa có trái nhiều. Ủa nó chưa có chín nhiều. Đây, đó là trái sấu mọi người ơi. Trái này nó rụng rồi, nó bị dập rồi. Để bữa nào mình làm cái clip hái cái trái này vậy. Tại vì cái cây này nó cũng rất là cao. Cao khó hái. Bây giờ là hái xài đi nó dễ hơn. Đi thôi, là hái xài. Đây có cây đu đủ cũng có chín nữa nè. Thôi chú vô xin ông Út hái nữa này luôn ơi. Rồi bây giờ là tới cái xài mọi người. Wow, khá quá trời luôn ơi bà con ơi. Rễ nhiều lắm nhưng mà hơi cao, không biết sao hái đây.
như kiếm cái thang trèo lên hái mới được. Vậy ta tọt đại đi vậy ăn luôn. Còn đại đi, mỏ nó đại nó như đất đi. Rồi chuẩn bị còn luôn. Có cái dài hả? Rồi hái luôn đi, cái hấp nè. Cái hấp hai đường hái luôn. Rồi chọn nó. Rồi vô cái trái á. Rồi cầm đi nè. Đâu thằng nắng được. Bữa làm clip ăn cái xấu cho mọi người xem. Mà tạm dừng chỗ này mọi người, chỗ này có nhạc rồi. Thì nhanh đi lâu nữa hả? Tối rồi. Chị đại mỗi chân gì mới leo xíu mỗi chân. Mỗi chân thì lấy con xíu mỗi chân. Trời ơi, mình biến ra chưa? Leo xíu hàng mỗi chân. Con ghế rượu. Con ghế rượu mọi người ơi. Đi có khúc hăng mỗi chân. Trời ơi ẩm tuột rồi con ơi. Xuống xuống sửa lại. Ừ biến thế ơi. Nó cái lúc bay cũng trần hai luôn. Đi cũng mệt cũng ẩm thêm con ghế rượu nữa. Mệt quá. Này, này, biết nhỏ nhỏ rồi. Biến đi khúc mỗi lần mới biết đi á cái đội ẩm không chịu đâu cái giờ đi được cái làm biến á đâu mà đội ẩm hết á không ghé coi đưa mặt đây mày là cục vàng của ai mày cục vàng của ai con thương ba mẹ nhá phải không thương để đâu đầu. Đầu hả? Để đâu nữa? Để đâu nữa không? Chim. Chim nữa hả? Chim. Ghê chưa các chim. Bạn. Chim, 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 chim. Quay mắt. Mỏi tay quá cục vàng ơi. Tới nhà cục vàng đang xuống đi nha. Con xuống đi bộ nha. Tới nhà rồi. Bộ đi, mỏi tay quá. Rồi, đi. Tới nhà rồi. Rồi, đi. Đi thôi, đi thôi. Rồi, tới nhà mọi người. Rồi vô xử liền đi. Gom đồ chơi đi nha, để mày mới vô. Trời ơi, bộ sưu tập nè. Bộ sưu tập nè, xe nè. Xe đạp, xe lắc. Xe voi. Nhiều xe quá. Chào mọi người, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ ăn trái xoài hồi chiều đi hái các bạn ơi. Để đảm bảo tính chất an toàn, dù có hàng cách mấy nên mà mình về mình cũng ăn bụng cơm đi cho nó an toàn. Để tránh tình trạng bắn pháo hoa.
nên là ăn ăn bụng cơm no rồi, bây giờ mới dám ăn xài mọi người ơi. Xài mới hái ăn cây luôn, rất là giòn. Chấm với miếng nước mắm đường, mình thích ăn nước mắm đường ha. Ăn đâu ăn ngồi đây. Vì vậy nghe chả nước miếng rồi trời. Rồi mời tất cả mọi người nha. À, đây có chén muối ớt này. Còn đây chén nước đường. Quậy lên. Sao nó chua dữ ta? Nó dài nè. Học cứng rồi. Thầy My, con chấm muối kìa. Quá trời ổi đó mọi người. Hỏi chấm muối mới hợp. Mày bỏ thêm ớt nó mới ngon. Không có rồi mày. Thôi chẻ chẻ lấy miếng xài đi. Cửa à. Xài ngon mọi người. Ôi ôi, tiếp tục miếng xoài thôi. Rồi mời tất cả mọi người nha. Cháo nước mắm đường đang ngọt, nó muối chua. Thôi hết xíu mọi người. Thôi với lại tối mình không dám ăn nhiều. Ăn nhiều sợ tối bắn pháo bông quá. Video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn các bạn những cái video sau. Video sau thì mình đợi cây sấu nhà mà nhà của ông Út Chính, mình hái trái sấu ăn cho mọi người xem. Giờ thì xin máy bay và hẹn gặp lại tất cả các bạn.